Hai Roman, bên phía bên kia là IA và Greg. IA Greg, bên mình có một Roman của Gunny. Hồng Anh cầm cung tuyển à? Cung tuyển AC. Tươi. AC và Roman đối đầu với IA và Greg. Tươi quá. Người cầm cung hay là Hồng Anh đã được cầm AC rồi. Vậy tôi rất yên tâm luôn. Em trai được cầm AC. Bên kia bên lớp cầm Greg. Còn Hoàng Mai Nhi cầm Yamato. Roman à? Roman của Gunny đây. Đang cố nắn nót đá bay hiêu đầu của mình về. Sáng nay thì tôi nằm ở nhà thì thấy không có kèo nào cả. Tự nhiên chiều tự nhiên lắm kèo thế. Hết kèo này kèo kia. Dạo này chủ yếu các kèo 44 thôi. Kèo 22 ít. Nay mãi hôm nay có kèo 22. Còn lại hôm trước toàn đi 44 Hà Nội Scarlet rồi xong rồi Hà Nội Thái Bình. Dạo này các game thủ khá lười đánh kèo 22. Không thích xúc 22 nữa rồi. Bây giờ chỉ thích xúc 44 với kèo đánh với cả Trung Quốc thôi. Có thêm một con vừa voi nữa dành cho Roman. Thiết kế bé trên này sao? Lát nữa thì à không, đôi voi. Đôi voi không phải một con. Thiếu một bãi quả. Lát nữa thì không biết Gunny anh có cơ cấu đóng BB và BM giữa cánh rừng già và cánh rừng thông phía trên không? À không, một hình như là một BB là kín rồi. Một BB là kín. Bài rất kín dành cho Roman. Còn AC sao? AC thì kể cả bài hở thì tôi vẫn yên tâm vào Hồng Anh. Một tay cơ cầm cung rất chắc. Hồng Anh nào. Ôi Hồng Anh không được. Ui. Ba cánh rừng. Hai cánh rừng thông và một cánh rừng già. Đôi voi. Đôi voi bại quả. Ơi đôi voi bại quả luôn. Mát máy. Và lát nữa thì Hồng Anh sẽ chui vào cái hốc. Chui vào cái hốc phía bên trong này. Đủ đồ luôn. Được. Quay sang Roman vậy. Xem Roman. Ở hướng từ góc 9 giờ xuống từ nhà Gunny sang à, từ già nhà Hồng Anh sang thì một BB là kín rồi. BM BL sẽ đóng cạnh dãy hàng BE. Chuẩn bài luôn. Đây là BB. Ke luôn cây gỗ 75. Một trận thi đấu kích đời không sớm của Gunny. 821 với 25 dân của Roman. Không như vậy là Gunny không đóng BB ở trên. Và lát nữa chỉ là BE thôi. Không phải BB, không phải nhà cứng. Thôi tùy anh vậy. Đóng đâu thì đóng. Soi tham lai ở bên phía đội bạn dò 13. 13, 16%. Thì bài bên phía đội bạn là khá được. Nhất là game thủ 13% Hoàng Mai Nhi. Và Hoàng Mai Nhi cầm Yamato. Đánh 25 dân. Một bài Yamato đánh 25 dân. Và dò 13%. Vẫn là một bài kích khoảng 10 sớm. Không quá phũ. Nhưng mà quan trọng là lực là khỏe. Không như vậy là hai nhà thông nhau rồi.
Đúng là như vậy. Hai nhà thông nhau, thông nhau cho nó sướng, không tội gì đóng BB ở đấy cả. Quay sang mảnh máy chém đi. Guni nào. Cửa thắng đây là rất sáng trong trận thi đấu này. Bên họ thì chỉ là Greg và IA thôi. Bên mình là AC và Roman dễ đánh hơn rất nhiều. Và liệu trong xe đấu thứ 3 này có lại là 3-0 không? 3-0-0-3 là 3 và 3-0. Cùng cánh với V-Lớp, V-Lớp cầm Greg. Xúc chết thằng V-Lớp không? À, xúc chết thằng V-Lớp không? Gunny cũng đã bỏ ở đây. Vậy là không thông nữa. Mà của ai ông đấy sóc thôi. Tay ai ông đấy sóc. Kèo này các game thủ đã chốt 5C rồi. 5C thôi. Đánh vừa vậy là vừa rồi. Quay sang Hồng Anh nào. Đảo máy liên tục. Hồng Anh thông lai 24/56. Vừa bị chọc chết một dân à. Chọc chết 1-2 dân. Phải bơm gỗ sang cho Gunny này. Quay sang Gunny. Tôi vẫn chưa hiểu mà tại sao Gunny lại chốt E ở giữa hai nhà, trong khi lại phải xin thêm gỗ. Không cần thiết phải chốt hai E đó và để gỗ xóa thêm ruộng và đóng nhà P. Thì Hồng Anh thì đỡ phải bơm, khỏe hơn rất nhiều. Khi mà Hồng Anh mặt phía bên kia cũng đã bo rồi, không tội gì phải bo thêm nữa cả. Tôi xem Hồng Anh thì Gunny vẫn chưa chém được gì cả. Hồng Anh này, Hồng Anh thì đang bị Hoàng Mini đi. Có hai con cung đời ở phía trong và hai con ở phía ngoài. Đẹp. Đẩy hai con thôi, còn hai con đứng tủ. Tăng thêm dân sửa em ơi. Rồi như vậy là bị lọt vào. Bây giờ thì rồi. Phu Gunny, phu. Được đi. Nhanh lên, không chết hết dân rồi. Rồi mãi mới được. Vít luôn cái E rồi. Giờ thì đóng cửa thả chó. Như vậy chém vẫn hơi đông. Ôi kìa, sao lại dắt chém vào ruộng thế em. Ngăn đi sang phù đi anh. Phù anh đâu hết rồi. Tạm lại 33/40 của game thủ Roman. Còn game thủ AC 25. Nhà chém vẫn đang to nhà cung. Bây giờ thì có con chém chạy ra luôn anh. Chạy luôn con chém ra. Gunny nào. Bạn thấy là Gunny bo hai e giữa hai nhà. Xong lại phải đen đi để cho phù vào. Hơi tốn lực. Lọt được vào nhà của game thủ Greg Morton. Nhưng mà IA thì vẫn chưa thấy đâu. IA vẫn đang khỏe. Bài khung nhà đến từ game thủ Vang Lốp cầm Greg. Bơm một tân vàng sang cho AC lên giáp 4 luôn. AC lên giáp 4 để cân đôi luôn. Lên chặt gỗ 2. Gunny anh có bơm một tân vàng với gỗ không? Gunny nào. Đây là màn máy của game thủ Roman. Phù nào. Úi ơi. Một phố vẫy của Gunny luôn. Phố vẫy. Như được 2-3 con chém thôi. Thôi cũng được rồi. Méo mó có hơn không. Vẫn đang có rất nhiều phù đến từ Gunny. Và chắc chắn tỷ số sẽ là 2-0 trong xe đấu thứ 3 này. Thằng lại cân thôi, nhưng mà bên phía bên mình dễ đánh hơn rất nhiều. Cung R của AC là cung R ra 4 rồi. Vậy thì cung R kẹp với phù và kẹp theo cả ngựa chém.
Tôi vẫn chưa thấy Hoàng Minh Nhi đâu cả. Yamato vẫn chỉ sóc trâu chém thôi. Và đang vã vào nhà của game thủ Gunny. Khi mà Gunny đi hết phù rồi, Hồng Anh đang đứng quân rất kinh nghiệm, đứng vào giữa khe hai nhà BM và BP để thủ cho Gunny. Và Gunny ở trong vẫn có một hai con phù để phù. Vậy là thủ tươi thôi. Hoàng Minh Nhi mất hết chém không? Không, như vậy Hoàng Minh Nhi đã giật ra phù này. Ui, ui, 7-8 con phù. Một con chém, hai con, ba. Không, không phải là một tay chơi phù giỏi của Gunny. Khi mà anh vơ đến 3-4 con phù, phù một con chém. Nếu turn vừa rồi là No 1 thì may ra phù được hết. No 1 thì vẫn đang ngồi phía sau tôi, vẫn đang chém gió điên đảo. Hoặc là tay của GV thì phù được hết thôi. Tay Gunny 4 con phù một con chém thì không ăn thua. Đây là mảnh máy của AC. Quay lại với cả Roman. Đóng cả BC lên đầu báu rồi. Ăn thêm bãi vàng thứ 3. Bây giờ thì công phu đến sang nhà Greg xong. Bây giờ thì dắt các ông cụ sang công nhà IA. Quay sang Hồng Anh, Hồng Anh này. Ý, Hồng Anh đứng quân. Ơi, một container dân của Greg. Rồi, như vậy là Velop đã đi sai. Rất tự giác. Khi mà Hồng Anh đã vẩy ra 3-4 cái e thì Velop cũng đã biết phải làm gì. Rất khó chạy đạo dân đó. Ừ.